Mến chào quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Con Gái Bà Tô. Mình tên là Bích Hải. Hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi được quay trở lại gặp gỡ tất cả quý vị và chia sẻ thêm một video mới nữa. Thì ở trong video mới này á, thì mình sẽ chia sẻ một cái hãng bay tên là Cathay Pacific. Đây là hãng bay quốc tế Hồng Kông. Thì mình cũng nhận được nhiều những cái bình luận ở video cũ á, muốn mình chia sẻ hãng Cathay, Korean, Asiana và cả hãng Thái Lan nữa. Nhưng mà thời gian của mình á, thì không có nhiều để mình có thể chia sẻ tất cả các hãng bay cùng một lúc được. Cho nên là mình sẽ chia sẻ từ từ cho quý vị tham khảo luôn ha. Nếu như mà quý vị đã có một cái dự định đi về Việt Nam trong những ngày sắp tới thì mình cứ tham khảo thử cái hãng Cathay Pacific này coi như thế nào ha. Trước khi mà mình mua vé máy bay của bất cứ một cái hãng bay nào á thì quý vị cũng phải biết được là cái hành trình bay bao nhiêu tiếng từ nơi mà mình ở về tới Việt Nam ha. Và mình chia sẻ hành lý ký gửi cũng như là cái giá vé máy bay hãng ghế rẻ tiền nhất của hãng Cathay Pacific, hãng bay quốc gia Hồng Kông này luôn. Thì hãng bay này á có 4 hạng ghế. Thứ nhất đó là First Class, thứ hai là Business Class, thứ ba là Premium Economy Class và hạng ghế cuối cùng là Economy Class, là hạng ghế rẻ tiền nhất của hãng bay Hồng Kông này. Và bây giờ thì mình xin quý vị hãy xem màn hình để mình có thể nhìn thấy được hạng ghế rẻ tiền nhất thì nó như thế nào ha. Nhìn chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Hồng Kông ha. Đây là một trong những cái hãng bay mà đạt tiêu chuẩn 5 sao luôn á quý vị. Thì mình cũng rất là may mắn đã được đi cái Cathay Pacific một lần từ San Francisco về Việt Nam rồi. Cho nên là khi mà mình chia sẻ cái hãng bay này á, mình cảm thấy rất là vui luôn. Trước mặt quý vị, đây là một cái hạng ghế gọi là Economy Class, là hạng ghế phổ thông bình thường, hạng ghế rẻ tiền nhất của hãng bay Cathay Pacific Airways. Mặc dù đây là một trong những cái hạng ghế mà có chi phí được gọi là tiết kiệm nhất ha, song vẫn rất là bảo đảm cho quý vị những cái trải nghiệm rất là tiện nghi và thoải mái luôn. Với cái ghế ngồi thì rất là dễ chịu, có một cái bàn rất là nhỏ để mà mình vừa ăn uống rồi xong sau đó mình cũng có thể làm việc được luôn. Các chương trình giải trí rất là đặc sắc ở trên màn hình cá nhân, kết hợp với lại nhiều những cái món ăn theo kiểu Hồng Kông quốc tế á quý vị. Cho nên là mình có thể ăn được rất là nhiều món ăn khi mà mình đi hãng bay này. Có thể nói khi mà mình trải nghiệm cái hãng bay này thì cảm thấy cũng rất là thoải mái luôn á. Khi mà cái hạng ghế này nó được thiết kế rất là phù hợp với cái đệm và tựa đầu luôn. Mình có thể điều chỉnh hỗ trợ tối đa cho cái đầu của mình luôn. Cho nên là khi mà mình nghỉ ngơi, mình hạ xuống một chút xíu á thì nó cũng thoải mái. Và cái chỗ để chân á thì nó cũng rộng rãi, giúp tất cả các hành khách á hoàn toàn cũng được thư giãn trong suốt cái hành trình mà mình bay dài luôn á. Thưởng thức cái hệ thống giải trí trên chuyến bay thì rất là hiện đại luôn, với cái màn hình cảm ứng độ nét rất là cao ha, 11.6 inch luôn, dành cho quý vị giải trí trong suốt cái hành trình bay dài của mình. Đặc biệt là wifi là được kết nối cho 4 hạng ghế rất là mạnh ha. Phải nói đây là một hãng bay rất là cao cấp và tiện nghi, cho nên là cái giá vé máy bay nó cũng mắc hơn những hãng bay khác một chút xíu. Thì hôm nay mình sẽ check cái giá vé máy bay mùa hè năm 2023 cho quý vị nào mà mình đang có dự định muốn về Việt Nam mà mình chưa biết bay hãng bay nào thì mình cứ tham khảo thử cái giá vé hãng bay Cathay Pacific này ha. Mình check cái giá vé máy bay online có hành trình bay từ San Francisco về phi trường Tân Sơn Nhất Việt Nam ha. Thì mình cũng vô Google và mình chọn CathayPacific.com. Mình mua vé mùa hè thì tháng 6 ngày 12 ha. Hành trình đi về là 19 tiếng 20 phút. Và cái hành trình qua lại là tháng 7 ngày 15. Hành trình qua lại là 20 tiếng 30 phút. Và mình có cái giá vé 2 chiều đã tính thuế đầy đủ luôn á quý vị. Thì là 1.571 đồng 55 sen nếu như mà quý vị về mùa hè năm nay. Còn về quy định hành lý ký gửi cũng như là hành lý xách tay của hãng Cathay Pacific Airways
thì cũng dựa theo từng hạng ghế nữa. Hôm nay thì mình chia sẻ cái hạng ghế phổ thông bình thường là Economy Class, vì đây là một trong những cái hạng ghế mà rất là nhiều người Việt Nam mình lựa chọn. Ở hạng ghế này á, thì quý vị sẽ được miễn phí một kiện hành lý 23 kg, tương đương với lại là 50 phao, và một vali xách tay nhỏ 7 kg, tương đương là 15 phao, với lại một cái giỏ đeo nhỏ giống như là cái ba lô á quý vị. Còn trẻ em hơn 2 tuổi thì được tính giống y như là người lớn, và cái giá vé máy bay thì chỉ tính 70% so với lại cái giá vé của người lớn mà thôi. Nhưng các em được hưởng cái kiện hành lý bằng người lớn luôn, vì các em có một cái ghế ngồi. Còn trẻ em mà dưới 2 tuổi thì ngồi chung với lại bố mẹ thì chỉ được một kiện hành lý ký gửi 10 kg mà thôi. Nếu như mà quý vị muốn mua thêm một kiện hành lý 23 kg, tương đương với lại là 50 phao, thì quý vị sẽ trả thêm là 210 đô la nữa. Theo mình thì cái giá vé mùa hè của hãng Cathay Airlines này thì như vậy là ok ha, không có quá mắc, vì quý vị cũng biết đây là một cái hãng bay rất là tốt mà, cho nên là cái giá không thể nào mà rẻ hơn nữa được. Cho nên nó là nếu như mà quý vị mà lựa chọn muốn bay thử cái hãng bay này á, thì mình cứ việc mua vé máy bay tại dịch vụ hay là mua vé máy online thì quý vị lựa chọn ha. Nhưng mà nếu như mà quý vị mà mua vé máy bay ở online, quý vị phải mua chính hãng ha, không có nên mua qua một cái dịch vụ cho online. Tại vì khi mà mình mua vé máy bay qua một cái dịch vụ ở trên online á, thì rất là nguy hiểm, sợ người ta làm cái trang mạng giả người ta bán á. Đâm ra khi mà mình đưa những cái thông tin rồi tiền bạc này kia á, thì mình rất là sợ bị lừa. Còn nếu như mà quý vị mà mua vé máy bay ở dịch vụ, quý vị hãy đi tới nơi dịch vụ mà uy tín nhất mà quý vị biết từ trước tới nay á, thì mình mua ngay tại đó, rồi mình trao đổi và tìm hiểu tất cả những cái giá vé máy bay ngay cái tại nơi dịch vụ mà quý vị mua luôn, thì như vậy thì nó sẽ là an toàn hơn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái hạng ghế tiếp theo của hãng Cathay Airlines, đó chính là hạng ghế Premium Economy Class cho quý vị tham khảo ha. Đây là hạng ghế Premium Economy Class, là hạng ghế phổ thông cao cấp, hay người ta cũng hay gọi là hạng ghế phổ thông đặc biệt. Khi mà mình nhìn vào thì thấy cũng giống những cái ghế của EVA Airlines và Vietnam Airlines, hạng ghế phổ thông ha. Nhưng mà quý vị sẽ nhìn thấy cái độ ngã của cái hạng ghế này nó rất là nhiều luôn nè. Tất cả các hạng ghế ngồi hạng mà phổ thông cao cấp này á, ở trên chiếc máy bay mà A350 á, của Cathay Airlines á, thì đều được trang bị có cái chỗ để chân luôn. Mình có thể duỗi cái chân ra một rất là thoải mái ha. Và cái chỗ mà tựa cái tay á, thì có thể xếp lại để quý vị có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình luôn. Ghế ngồi á, thì có cái độ ngã tới 9 inch, khoảng là 23 cm đó quý vị. Và cái khoảng cách giữa ghế ngồi của hành khách với nhau á, là khoảng 40 inch, là 102 cm, rất là thoải mái. Còn về cái hệ thống giải trí thì dành cho hành khách của cái hạng ghế phổ thông đặc biệt này thì nó cũng lớn hơn và tốt hơn so với lại hạng ghế phổ thông bình thường. TV thì lớn tới 12,1 inch luôn, màn hình cảm ứng rất là hiện đại ha. Và có một cái chân đế riêng để quý khách đặt được cái điện thoại di động và máy tính để làm việc. Và cái giá vé máy bay nếu như mà quý vị mà đi cái hạng phổ thông cao cấp này á, thì hiện tại bây giờ á, là mình chắc á, là giá 3.890 đồng luôn. Đây là một trong những cái giá rất là mắc ha, khi mà mình đi cái hạng ghế này. Hiện tại bây giờ hãng Cathay Pacific Airways này á, thì có mặt ở rất là nhiều tiểu bang trên nước Mỹ luôn. Ví dụ như là California thì có mặt ở Los Angeles và San Francisco, và New York, rồi Atlanta, Washington DC, Houston, Texas, rồi có mặt tại Chicago, Las Vegas nữa, và một số tiểu bang mà mình còn chưa có kể hết luôn á. Cho nên là nếu như mà quý vị ở những tiểu bang miền Bắc, miền Nam, miền Đông Hoa Kỳ á, mình vẫn có thể mua vé máy bay của hãng Cathay Pacific này, mình đi về Việt Nam hành trình tùy theo cái tiểu bang mà quý vị ở nữa ha. Nếu như mà quý vị ở San Francisco mà đi về á, thì cái hành trình bay từ San Francisco về tới Hồng Kông á, là 14 tiếng 35 phút, xong sau đó là mình
mình sẽ đợi 2 tiếng rưỡi, rồi mình sẽ bay 2 tiếng 35 phút từ Hồng Kông về Việt Nam. Đây là một cái thời gian bay rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái khoảng thời gian bay của hãng này mình rất là thích luôn á, là bay vào lúc là 0 giờ 55 phút hoặc là 0 giờ 35 phút, 40 phút, tùy theo cái ngày mà quý vị lựa chọn nữa. Khi mà đi xuống phi trường của Việt Nam á, là phi trường Tân Sơn Nhất á, là 10 giờ 35 phút hay là 10 giờ 45 phút á, thì đây là một cái khoảng thời gian là buổi sáng ha quý vị ha, thì gia đình mình có thể đưa đón mình rất là tiện luôn. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hai hạng ghế cuối cùng của hãng bay Cathay Pacific này, đó chính là Business và hạng First Class, là hạng nhất, hạng ghế mắc tiền nhất của hãng bay này như thế nào ha. Hạng ghế cao cấp Business Class là hạng ghế thương gia, được rất là nhiều người có điều kiện họ đã lựa chọn cái hạng ghế này ha. Nhìn vào thì mình cũng thấy được thiết kế theo kiểu dạng xương cá quý vị. Với lại cái hạng ghế này á, thì có một cái chỗ ngồi điều chỉnh thành một cái giường ngủ luôn. Và tất nhiên là khi mà mình được đi cái hạng ghế này thì nó sẽ mang lại sự thoải mái toàn diện cho cả một cái chuyến đi ha. Bên cạnh đó thì cái hạng vé thương gia này á, còn cung cấp không gian tiện nghi, đảm bảo sự riêng tư và được cung cấp tất cả những cái dịch vụ khác, được xem những cái chương trình giải trí trên một cái màn hình tới 15.4 inch luôn. Cuối cùng là mình sẽ chia sẻ cái hạng ghế cao cấp nhất của hãng Cathay Pacific. Đây là một trong cái hạng ghế được cho là tốt nhất, mang tên là First Class. Khi mà mình vừa nhìn vào cái hạng ghế này á, thì mình nhìn thấy được cái ghế của quý khách á, nó biến thành một trong những cái chiếc giường phẳng hoàn toàn rộng lớn luôn, với một cái bộ khăn trải giường rất là sang trọng, êm dịu và thoải mái trong suốt cái hành trình bay dài. Khi mà muốn làm việc á, thì cái buồng size này nó cũng trở thành một cái văn phòng làm việc nhìn rất là riêng tư ha. Và ở ngay tại ghế thì có tất cả những cái đồ cắm điện và wifi thì miễn phí trong suốt cái hành trình bay. Tận hưởng được nhiều những cái dịch vụ giải trí tới cái màn hình cảm ứng 18.5 inch. Và thiết bị cầm tay video thì mang lại cho quý khách đó một cái trải nghiệm rất là sống động và thú vị nữa. Ở cái hạng thương gia và hạng nhất thì quý hành khách có thể đặt thực đơn tất cả những cái món ăn tùy theo ý của mình muốn trong suốt cái hành trình bay. Và những cái món ăn theo phong cách châu Á quốc tế, cho nên là rất là đặc biệt và được cung cấp những cái bữa ăn nhẹ, lành mạnh và nhiều bổ dưỡng nữa. Ngoài ra thì hành khách mà đi hạng ghế này thì còn được tặng một cái bộ dưỡng ẩm da tuyệt vời luôn. Đây là một trong những cái hãng bay mà quắt cảnh ha, tại phi trường quốc tế Hồng Kông. Cho nên nó là quý vị mà ở bất cứ tiểu bang khác mà khi mà bay về Việt Nam mà đi cái hãng bay này á, thì mình cũng quắt cảnh. Và những cái hạng ghế cao cấp như là thương gia và business á, thì mình có một cái phòng chờ riêng được cung cấp thức ăn và những cái dịch vụ giải trí rất là tối tân luôn. Phi trường quốc tế Hồng Kông thì rất là rộng lớn và đẹp. Quắc cảnh ở tại đây năm 2023 này cũng không có đòi hỏi là xét nghiệm COVID hay là phải khai báo y tế gì hết đó quý vị. Hiện tại bây giờ khi mà mình nhập cảnh vào Việt Nam á, là không cần phải khai báo y tế, không cần phải xét nghiệm COVID gì hết ha. Rất là đơn giản luôn. Cho nên là hành trình đi về Việt Nam những ngày sắp tới sẽ rất là đông vui. Cho nên là khi mà quý vị đi về á, mình mang tiền, mang vàng, mang tất cả những cái nữ trang của mình phải cẩn thận ha. Tại vì phi trường Tân Sơn Nhất hiện tại bây giờ đón du khách từ các nơi trên thế giới á, nhất là đồng hương Việt Nam của mình về thăm quê hương sau những cái năm mà bị dịch bệnh rất là đông luôn và càng ngày càng đông. Cho nên là quý vị đi về á, phải cẩn thận, an toàn, chú ý đồ đạc của mình một chút xíu ha. Và cái tiền khi mà mình mang về Việt Nam á, hiện tại bây giờ mình tìm hiểu á, là mình vẫn được mang dưới 5.000, không có cần phải khai báo cho hải quan. Và mỗi một gia đình nếu như mà mình đi 3 người á, thì mình sẽ mang được 15.000. Nhưng mà đặc biệt á, là trẻ em dưới 18 tuổi á, thì không có tính ha quý vị ha.
Nãy giờ thì mình chia sẻ video cũng đã dài rồi. Chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube của con gái bà Tô ha. Mình tên là Bích Hải. Bà Tô là quê hương của mình đó. Đây chính là một trong những cái thị trấn rất là lớn của huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, nơi mà mình sinh ra và lớn lên, cho nên là mình lấy cái tên này để cho cái kênh YouTube của mình luôn. Và nếu như mà quý vị mà ở tất cả các nơi trên thế giới này mà mình đi về Việt Nam chơi á, mà mình không có biết đi du lịch ở đâu vui, khám phá rất là nhiều những cái địa điểm thú vị á, thì mình có thể ghé huyện Xuyên Mộc ha, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì nơi đây có rất là nhiều những cái địa điểm du lịch. Hiện tại bây giờ á, là có casino là The Rance á, là nổi tiếng nhất tại Việt Nam luôn. Và ở tại biển Hồ Tràm á, thì có một cái gọi là cầu đi bộ nổi tiếng nhất châu Á, là có nghĩa là cái cầu rất là dài luôn á, được cho là dài nhất châu Á. Và ngoài ra những cái địa điểm giống như là Hồ Cốc, Hồ Tràm, rồi suối nước nóng Bình Châu á, thì rất là nổi tiếng ha. Đây là quê hương của mình. Nếu như mà quý vị đi về á, mà có dịp thì ghé tham quan. Và mình hẹn gặp lại quý vị ở video sau ha. Quý vị đừng có quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha, để có thể theo dõi được những video tiếp theo của mình. Nếu như mà quý vị nào mà mình muốn check cái giá vé máy bay á, thì bình luận ở bên dưới cho mình biết là cái hãng mà bay nào mà quý vị muốn đi, ngày đi và ngày về, đặc biệt là phi trường nơi mà quý vị ở á, để cho mình dễ dàng check nó chính xác hơn một chút xíu ha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Chúc cho quý vị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.